Thôi đi luôn đi. Ôi, mấy người này em bỡ không bỡ thượng hạ rồi này. Shit. Từ tôi mới vô mà ngủ ghê. Hai mười sáu rồi. Có hơi vô chưa nhỉ? Rồi nhá. Không nhớ là số mấy rồi đấy. Somebody is a fucker. Vào đi đi mong. Rồi rồi rồi. Rồi chờ mãi cơ. Rồi đi. Hurry. Thầy hỏi F14 đúng không? Vào F4 chứ gì. Rồi nhá, đi nha. Rồi cái này mở gì đây? Có ai nhớ số không? Có ai nhớ số này không? Mở khóa à? Số cái số hôm qua đúng không? Cái số mà trên cái bức tường máu à? Cái số chữ bức tường máu à? Đúng không? Ồ, số chữ bức tường máu đúng mà. Ôi trời ơi, cái số nó qua làng ghê luôn á. Rồi 1 5 6. Rồi nha. Đây. Rồi 1 nè. 1 6 à. Phải không? Đúng. Đúng rồi. Còn còn một chìa một cái nữa. Đã có chìa khóa rồi đúng không? Ừ. Cái gì vậy? À hả. Rồi. Cái gì đây? Rồi. Đúng. Rồi má, cái này em như cái gì phong ấn vậy trời. Cái gì nó phong ấn ghê vậy. Ừ. Rồi Purple Pool nè. À Purple Pool đúng không? Rồi rồi rồi. Purple Pool nè. À Purple Pool. Có chưa? À đây à. Sao mà phức tạp thế nhỉ? Ồ. Màn hình sao to thế? Ôi dồi, báo sớm chứ. Mình to à? Hèn chi. Rồi. Thấy cái gì báo nha. Trời, tôi lo nhìn bên kia không à. Nói chung mà độ phân giải nó không có ấy. Rồi mọi người. Hèn chi nãy giờ. Rồi, lấy. Ừ. Trục chặt gì báo mình biết liền nha. Ra phòng showroom à.
phòng sao showroom đúng không, phòng showroom rồi, hay ngay đây luôn, hay quá. Showroom ở đây có gì đây không? À cái gì đây, đây à, à hả, à universe, à như phải móc đúng không, là sao, à, hay là phải ghép lại, combine đúng rồi, combine combine đấy, combine lại. Đấy là phải combine đấy mọi người. Emulator, ok. Ngon lành. Ngon lành nhé mọi người. Rồi thôi. Rồi. Xếp game đúng không? Chuẩn bị đánh boss đúng không? Khoan, kiểm tra cái vụ đạn dược đó đã. Đạn dược, đạn dược 250 đúng chưa, như sai thì kìa. Đợi xíu check lại nha, bị sai, bị sai cái số liệu rồi. 250. Đợi xíu, bắn cái. Đợi xíu, đợi xíu. Tôi bị sai ấy à. 250. Ủa, 250 sao nó không được ta? Không reload được à? À này anh gân mà. 24 chứ, 24, 24. 24. Rồi. 23. 23. Next scan tiếp. 13 đúng không? Tiếp. Xuống T1 đúng không? Rồi. 22. 22 kìa, 22 kìa. Rồi đó, cái này nó đúng nè. Còn cái trường này là sai rồi. Đây 31. Rồi đó, vậy mới đúng. Hello, hello, sorry nha. Cái ngày nào cũng cuộc sống cứ khiến tôi làm trễ mà. Rồi, đi luôn em đi. Rồi, ok nha, đầy đủ. Luôn game cái mọi người. Rồi làm ngay, ngay vừa luôn. Thanh máy ở đâu nhỉ? Thanh máy là em lấy to bên này luôn à. Em lấy to. Wow, hợp lý, hợp lý đi nha. Rồi đi tầng 1 đúng không, tầng 1, tầng 1. Trời má, làm tôi nhớ cái thang máy ở phần 1 đó mọi người, làm tôi nhớ thang máy phần 1 ghê đấy. Rồi tiếng gì đây, ô khu vực này mới nha. Ở đâu, chưa chưa tôi biết khu vực này mà, giờ đâu nữa. Ôi má, cái tiếng ghê vậy. Ghê vậy. Tiếng gì ghê vậy, chắc hết đúng không Hương ơi? Đi chắc hết đúng không? Cái gì đó? Ai đó? Mở cửa à, nhiều cửa quá. Ô, hết hồn. Ngán nhất cái vụ mở, mở cửa đấy. À không, cái này đi rồi. À, đi mở cửa thôi chứ gì. Vậy là đi mở cửa. Rồi mở cửa C4 trước đi. C4 khóa. C3 mở này. Ồ, không có ai hết. Hết cả hồn. Giật cả mình. Sức cả mình mọi người ạ. À. Rồi.
Chắc phòng xem phim đúng không? Rồi. Nó xem phim hoài thế nhỉ? C2. Hello. Có ai không? À có kìa. Ai vậy? Ai đó? À thằng nhóc kìa. Thằng nhóc kìa mọi người. Thằng nhóc đấy. Chuẩn bị bắn súng mà. Ơ kìa. Laura? Laura. Tại sao lại bắn súng lúc này chứ? Cô, anh biết tên em sao? Eddie told me. Eddie đã nói với anh điều này. How do you know about Mary? Làm sao em biết về Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. Tức là phải có thỏa thuận gì thì nó mới cho mình đúng không? Ủa con nhỏ này phản diện đúng không Hương ơi? Tôi đã từng là bạn của Mary. Chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện. Đó là năm ngoái. Nhóc là đồ dối trá. Xin lỗi Laura tôi. Đừng có tin tôi. À. Mary was already. Nhưng mà năm năm rồi Mary đã ra đi rồi mà. I'm sorry, Laura. Tôi xin lỗi Laura, tôi thô lỗ quá. Let's go. Nhưng mà thôi, đi nhá. We can talk about this later. Con nhỏ nó láo hả? This is no place for Thấy a chưa, kid. tất cả là lừa đảo mà. They're all Con nhỏ strangers này nó là Alexa đúng không? I can't believe you Có khi haven't nào nó là crushed Alexa không? on you. Why should I? Tại sao tôi phải tin à? À, nắm tay nhau đi à. Chờ đã. Có vài thứ tôi cần phải lấy. Nhưng nó rất quan trọng. What is it? A letter from Mary. Bức thư của Mary. I want to go get it. Is Tôi cần phải đi lấy nó. Yes. Yes. Rồi lên tầng 2 đúng không? Rồi rồi. Rồi chuẩn bị đấu chùm. Rồi tất cả là sự lừa dối trá mọi người ạ. Đâu đó. Rồi bị lừa rồi. What are you doing, Laura? Nhóc làm gì vậy lâu ra? Ở đâu đó sau trong cái bàn à. Ôi rồi ôi thế đấy mọi người. Ta đã lừa được anh rồi. Mở cửa đi nhóc. Rồi dối trá được chứ. Anh mới chơi không cũng chơi mấy bữa rồi nha. Ừ. Cái gì đó? Cái gì? Con ma giường à? Tôi nghe em nghe không mở đâu. Cái gì đó? Rồi ôi. Cái gì vậy? Rồi xử đi. Bắn nó. Bắn đi. Bắn đi anh em ơi. Rồi. Rồi. Bắn. Bắn. Bắn đi. Rồi. Trời ơi nạp đạn nữa chứ. Rồi. Nó chưa. Chưa à. Cảm ơn anh Tio. Ô. Cảm ơn nha. Ơ no, 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 chết mẹ xin mẹ. Bắn. Bắn. Ừ. Bắn đi. Bắn nó. Nó chưa. Má kinh thật chứ. Thank you nhé. Ôi trời ơi kinh thiệt chứ. Phần 2 đúng không? Rồi 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 rồi. James. Ủa, mọi thứ nó chuyển đổi rồi kìa.
hình như nó biến đổi reset rồi. Giờ chúng ta chính thức vô thế giới nguy hiểm rồi đó mọi người. Bây giờ địa ngục nha. Nói mọi người tôi bị lạc vô địa ngục rồi đấy. Tôi chính thức lạc vô địa ngục nha mọi người. Rồi. Lưu game. Làm gì làm, phải lưu game. Thank you An nha. Ừ. Cái gì đây? À đạn. Ui cần mẹ gì tôi dư nha. Rồi. Tiếp. Evilator T2 à. Trời má lên nhạc ghê cha. Cái gì? À rồi rồi. Nói cái thằng máy thôi nhìn cũng sợ nữa mọi người. Rồi bấm. Tinh. Cái gì đó? Ai đó? Ai vậy? Đâu đó? Ơi! Đừng! Ui! Ôi nhiều quá mọi người ơi! Ôi nhiều thế, hai ba đứa luôn kìa. Ừ. Ủa ngồi dậy nhanh vậy. Có chân, có chân. Đạp nó. Mày đạp cũng không ra hồn nữa. Đạp không ra hồn nữa mọi người. Rồi. Rồi nha, L6 đây đúng không? Tiếp cho nó. Đây là cái gì nhỉ? Rồi, tiếp. Tiếp. Cái gì đây? À, tôi nhìn lên phía trong basement tầng hầm mà nó tối tăm và nhỏ. Tôi rất là sợ, tôi đã bỏ cái nhẫn rồi à. Gì đây? À, basement nè, thấy chưa, tôi nói basement mà. Đã nói basement nè. Rồi đâu nữa, xuống đường hầm à. Hay xuống đường hầm à, hay sao? Hey, basement nè. Rồi, try xe battery. Elevator T3 à. Rồi. Rồi. T3 lên. Nữa. Thiệt sao? Ôi dồi ôi. Mở cửa xuống tầng dưới à. Mở cửa xuống tầng dưới. Đâu nữa? Ở kia con kia. Tới luôn. Ngồi dậy đi. Ôi bậy ẩu. Rồi sau lưng đúng không? Rồi tôi nghe tiếng rồi, tôi thấy nghi rồi. À lóc à. Rồi cái gì đây? À à bản đồ. À, không giờ đi xuống dưới rồi. Không, ý là ở đây cũng có cầu thang này, Hương hiểu không? Ở đây cũng có cầu thang này, đấy cầu thang này. Ở đây cũng có này. Rồi ơi. Rồi.
hai ba cầu thang làm tôi lộn hoài rồi mọi người. Đuổi tôi gặp hoài vậy cha, thấy biết chán à, bắt nợ nhau cái gì ấy, chạy. Ôi trời ơi nhiều thế. Rồi xong đéo với đéo thấy gì luôn mọi người. Rồi ô gần lắm mày, gần lắm. Gần lắm cơ. Lấy đồ kìa. Ở đâu cơ? Đồ đâu? Ở đâu? Đâu? Tôi thấy đâu? À... nó không có nhìn. Nó cứ đi một cách bình thản. So... store room à? À... thế à? Ok. Rồi. Xem nào. Rồi. Tiếp. Rồi nhá, đi nhá. Bye bye nhá. Không nợ nhau nữa nhá. Sao kiên chơi không có hòm bí mật rồi sao? Hòm bí mật là cái quần què gì nhỉ? Là cái hòm bí mật là cái gì? Phải chắc rồi do phiên bản đấy thôi rồi. Thôi kệ mẹ đi nha. Kệ mẹ đi để chi nha. Cứ chơi thôi. Giờ tôi đang ở như cướp đấy. Ừ. Xuống tình hầm đúng không? Basement là tình hầm mọi người. Do tôi đang ở thôi nha. Gì nữa vậy? Bà mẹ mày cứ kêu hoài. Má tiếng mèo kêu à. À vô lấy nhẫn của con ghệ đúng không? Trời ơi má ơi ghê cha. Cái gì mà máu me không phải. Máu me không phải. Đấy. Rồi. Thơm phước phần phật luôn. James. Ôi kìa. Mary. Con nhỏ. Oh Maria. Oh Maria, it's you. It's you. I thought you were... sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Tôi nghĩ là bà này không đáng tin đâu mọi người. What do you mean, anyway? Anh nói anyway này cái quái gì? Anh không cảm thấy vui gặp tôi sao? Tôi xếp nữa là bị giết ngoài kia. Sao anh không cố gắng cứu tôi? Hay anh chỉ quan tâm với con nhỏ cái bà vợ đã chết tiệt đó? Tôi chưa bao giờ sợ hơn cuộc đời lúc này. Anh chẳng quan tâm mẹ tôi cả. No, I just... stay with me. Vậy thì hãy ở lại với tôi đi. Đừng ở tôi ở đây một mình. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Laura sao rồi? Anh tìm thấy cô ấy chưa? Yeah, but... nhưng nhóc đã chạy đi rồi. We've got to find her. Chúng ta phải tìm ấy, chúng ta phải tìm đi bằng được nó. You really seem to care about her. Do you know her? Em có biết nó không? I've met her before. Nhưng chưa bao giờ gặp cô ấy trước đó cả. Em cảm thấy có lỗi cô ấy. Cô ấy rất là cô đơn. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Yeah. Hello, Xavier nha. Hôm qua một hồi không thấy em lâu luôn rồi. Hôm qua chơi một lúc không thấy em đâu nữa. Rồi. Rồi nhé anh em. Rồi tiếp. Lấy nhẫn rồi. Đến lầu thôi.
Ba ngủ luôn hả? Ui rồi. Ok. Về cầm nhánh đeo hơn ơi. Rồi rồi ok. Mì. Ok nha, sao nha. Coi thử hả? Coi thử là cái gì hả? Chứ Hương hôm qua không chết này à? Mesmin Hospital Spider à? Nó cầm tay cái gì kìa? Nghĩa nó cầm tay cái gì kìa? À, để đỡ sợ, trời ghê vậy em. Ghê thế. Khoan, bây giờ coi cái hướng đi đó mọi người. Sao mới có một cái? Ai biết? Sao biết được? Thế bao nhiêu cái mới đủ? Cell battery làm gì? Dry cell này làm gì? Thế phải tìm đâu nữa hơn ơi. Rồi ôi chết rồi. Điều này là chết. Rồi. Được chưa? Sao rồi Hương? Vô lại em lấy to à? Đấy, tôi nói mà, không sai được. Giờ phải đi đâu mới tới em lấy to đây? Khóa cửa rồi, vô tầng 2 à? Ok. Tầng 2 đúng không? Khóa luôn, gần. Biết ngay, nó sẽ khóa cửa. Dễ gì mà cho đi. Rồi. Thank you. Ủa, thank you nhé. Thank you An. Thank you, thank you. Thank you nhé. Cùng xem nếu vượt qua nó sợ nhé. Rồi. Đi thang máy mọi người à. Mục tiêu mình đi thang máy nha. Rồi đi. Chúng ta sẽ về tầng 2. Ôi rồi ôi đau thế. Đau nữa. Chuyện trời ơi, camera này khó chịu quá mọi người ạ. Ở đâu? Mày đây rồi. Hai đứa luôn kìa. Hai đứa luôn kìa. Úi dồi ôi. Không sao, từ từ mới vô mà. Phải lai chừng 2 tiếng thì nó mới lên được. Rồi. Lên. Rồi. 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 Chết đi. Chết đi. Chết đi. Nát luôn. Đây room mà. Đây room. Phòng đây room không mở được nha. Xuống T2 chứ đúng không? Xuống T2 trước. Xuống T2 trước. T2 trước mọi người. Rồi. Cái gì đó? Cái gì vậy? À. Sao lâu thế? Cái gì vậy? Giờ đúng hướng rồi đó Hương ơi. Nếu vậy đi đúng hướng rồi đó. Lucky, or should I say unlucky,
Sao? Sunderland à? À hả? Có căn nhà quỷ ám mà. Trời ơi, xong đi, sẽ thu vô nào. Rồi chứ đang gửi chỗ đi đúng không? Tự nhiên ha, thang máy có hai người, một người đàn ông, một phụ nữ mà không biết làm gì cả. Quên. Thank you. Thank you nha. Thank you, thank you. Rồi. Mở cửa đi. Không mở cửa cho tôi đi vô nha. Mở cửa cho đi vô đi chứ. Mở cửa vô đi. Sao nói miết thế? Để tôi nói miết kìa mọi người. Sao mà nói miết vậy? Is a deserted old neighborhood called Salcedo. From there to Palevale, the central resort area northwest. Tí đi cho nó tí đi cho đúng nó nói. À nó nói sao đi cho đúng hả? À con đường gì? Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? Yeah. Rồi ôi, thế phải nói sớm chứ, làm tôi không tập trung được. What was that? Đó là cái gì? Tay rung mà. À đi thẳng luôn đúng không? Cái gì đó? Rồi, đi. Quay không? Không. Này giống phòng đánh boss quá trời. À, có gì nào? Open. Có gì đây? You can't open it. Yeah, Maria, give me a hand here. Come on, you're supposed to be the big man around here. How's sao mà ấm được thì phụ đi, còn chê thì ta nữa. Nó đù. Nhỏ vô cái tiện mở được à. À, cái nhẫn kìa. What's this? Not very cute, is it? Here, James, you take it. Thanks. Rồi về ba tầng 2 đúng không? Rồi rồi về cái gì? Rồi về phòng về tầng 3 rồi rồi. Về tầng 3 mọi người. Rồi đi. Liền luôn. Rồi. Tầng 3 thôi. Chờ gì nữa? Dùng hai cái nhẫn vô bức tranh nè. À tôi biết rồi, cái cửa cạnh đúng không? Cái cửa cạnh cái gì đây? À cái cửa cạnh này không, cửa cạnh này à? À sell game à? À sell game. Ôi trời ơi, sell game là phải đi à? Đi bên kia sell game rồi. Xa lắm cơ. Lại xa lắm. Tí xuống nhớ chạy nhanh nhé. Cái gì? Tí xuống nhớ chạy nhanh nhé. Thế nào?
Là dí à? Bị dí à? Né. Né. Ừ. Đấy. Rồi. Cái thằng đầu đầu ấy hả? Rồi ôi. Cái thằng đầu kim tự tháp à. Thôi rồi, chết luôn. Chết luôn ấy. Rồi gắn. Một cái. Rồi tiếp. Rồi cái thứ hai nhé. Đi xuống đúng không? Phải đi xuống đấy. Chạy. Đấy, có map kìa. No, ra phải map. Cái này là cái gì? Directed key, one of the most hit. Cái hit việc là play human nè. À, sao trời? Đi vô phòng room check kỹ nha. Tới chưa? Tới chưa? Chưa. Tới ngày chưa rồi. Có mà thằng nó đi chậm mà sợ gì? Không có map. Vâng. Thằng nó đi chậm mà. Rồi. Cái gì đó? Ê! Ôi chạy. Chạy đi em ơi. Chạy với anh này. Dí tới nơi rồi. Ôi nó chứ chạy nhanh vậy. Nó chứ chạy nhanh vậy mọi người. Ôi chạy nhanh thế. Ôi chạy nhanh thế. Ôi chạy nhanh này, chạy nhanh vậy. Cái con nhỏ bánh bèo đi đi lẹ coi. Cái con bánh bèo đi nhanh coi. Ôi. Rồi. Không kịp rồi. Xiên luôn. Bị xiên rồi. 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 Hợp lý. Hợp lý. Mới có gậy. Chờ mất gậy rồi nha. Mới có gậy mà giờ mất gậy nữa rồi. Hồi nãy buồn sầu luôn. Vâng. Cái kênh gần chỗ xeo à. Check room gần cái sale à? À. Chỗ nào, phòng nào cơ? À, chỗ này à? Chỗ này hả Hương? Hết map rồi sao? Rồi. Cái là phòng nào ấy đi hết phòng luôn rồi.
Rồi tiếp. Đó, cửa, 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 cửa gì? Cửa này ha. Lock nha. À, cửa này à. Cái gì đây? Rồi. Đây nè. À, cái gì đây? Let himself marching forward. Cái tên rest. À, bản đồ mới à. À, Lindsay Street à. Đường Lindsay. À, rồi rồi. Rồi. Cái này gì vậy? Rose Park à sao? Đánh dấu gì được cho mình vậy? Hả? À, cái gì đây? Giờ sao? Thấy con nhỏ kìa. Lobby đúng không? Lobby đúng không? Lobby à. Lobby à. Ra mở cái gì? Mở cái này à? À. Ai ra ngoài luôn cái gì? Margaret, tôi không thể bảo vệ được cô ấy. Một lần nữa, tôi sẽ không thể giúp được gì cả. Laura đã chạy đâu đó ngoài này rồi. Mexico à? Rồi, ok, nhanh luôn. Đẩy. Tới San Street à. San Street à, mọi người. Ở đâu nhỉ? San Sao Street đúng không? Sao Street. Rồi rồi, đi đi nhanh lên nhanh lên. Nữa kìa. Đâu đó? Ui, y tá khắp nơi luôn. Sao ở bệnh viện đi. Ra đây chi vậy? Cổ động vậy? Cổ động đấy. Cổ động đấy. Cổ động đấy. Ô. Ừ. Rồi. Rồi. Cái gì? Trời ơi, Hương ơi, là Hương. Cái gì? Cây cú cái gì nè? Giờ đang đau tim thấy mẹ này nè. À, Mall South Street là thì bên này đúng không? Đây. Ờ thôi nhé, ờ thôi, thôi thôi đi đi đi. Lại sợ lắm, lại sợ lắm. Tôi lại sợ lắm cơ. Ừ. Rồi. South Street. Tới coi đạn nhiêu rồi, nãy giờ lo bắn không mà quên đạn luôn á. 192 rồi kìa. Sửa đạn lại đi. Sửa đạn lại. Rồi. Rồi, chạy, không bắn đâu, không bắn đâu. Chạy nha. Ừ, gì thích thì xem thôi nha. Anh em đừng để tâm cái khác nha. Một phần là do tôi clip hơi trễ nên nó hơi bị mất đề xuất tí. Nên tôi phải ráng chờ lâu xíu nó mới đề xuất lại. Rồi. Rồi.
Má kinh thánh bổ lắm. Ừ, đọc xong là tôi tỉnh ngủ luôn đấy. Rồi thế nào nhờ, tôi mệt thế. Sao mà vừa xem vừa chơi game mà thích vậy? Ok em cứ thoải mái nha. Ừ, cứ thoải mái mọi người ơi, cho mà clip vui vẻ nha. Một phần là áp lực công việc cả ngày rồi, lên livestream với anh em nói chuyện giảm buồn chơi đấy. Nói chung mà khu ở cái khung giờ này thì cũng hơi hơi khó nha. Ừ, thì xin game nào cũng được, thoải mái. Nakataka, tí Xavier là Nakataka hay gì? Ủa sao tôi bắn có phát là chết mẹ rồi ta? Tôi bắn có phát là chết mẹ rồi. Ô, cái gì đó? Ai đó? Ủa cái gì vậy? Ôi, ai vậy? Ôi dồi ôi, đéo đùa đâu. Xem bản đồ đi. À, nước này sẽ bản đồ. Ồ, qua thế giới mới luôn rồi. Ồ, hay vậy. Một phát tôi qua đường mới luôn. Ừ. Tên cũ em là Bơ Béo đó. Bơ Béo, ừ, nhớ, nhưng mà ý là đang chơi Nakaraka. Có xe bus. Xe bus đâu? Đâu? Có. Cái gì? Ý là, à đây. Cái này xe bus gì, cái này xe gì mà? Vô xe à? Trời hay vậy, vô ngủ à hay sao? Vô xe đi ngủ à? Lâu game chứ làm gì nữa. Chính xác, chính xác là như thế. Rồi thư, bức thư tình gì đây? Ở đây có khẩu gì Hương ơi? Ở đây có khẩu gì vậy? Đồ đâu sao không thấy ta? Không thấy đồ đâu. Hết đúng không? Vậy đi đường nào nữa? Đây lụm đạn. Lấy bình xịt nè. Lấy bình xịt nè. Bình xịt hả Hương? Nó nằm đâu trong xe sao kia không thấy nhỉ? Bình xịt đâu thế? Có ai thấy bình xịt không? Tôi không thấy bình xịt. À, là tìm đi à. Rồi rồi, để coi. Nó nằm đâu được nhỉ? Nó nằm đâu được nhỉ? Không, sao cứ đi ra ngoài thế nhỉ? Ở đây không có rồi. Không có xịt rồi. Có bình hyper spray đó, sao không thấy ta? Qua làng thiệt chứ. Ở đây không thấy này. Không thấy nha. Ở đây không có gì cả. Hay là random? Hình như chắc random đấy. Sao lẹ vậy nữa?
Sao lẹ là sao? Ừ, sao lạ hả? Ừ, không biết nữa. Không biết, thôi cứ, cứ cứ đi trước đi rồi có gì quay lại nha. Thôi cứ đi 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 tiếp đi rồi có gì quay lại sau. Đi được nào. Hai Đình Lê. Hello. Hello nhé. Trời ơi má ơi, má đứng mà mình buồn vậy. Ừ. Một phát là thôi luôn. Tới đâu? Tới Mexico đúng không? Rồi rồi. Có thể là do chế độ chơi đó Hương ơi. Nhiều khi do mình chơi chế độ easy nên nó khác đấy. Trời ơi má, má ơi má đứng rồi buồn quá chưa. Má đứng rồi như trời trồng vậy trời. Anh tặng cho vài viên nhá. Một viên, hai viên, đạp cho phát đi luôn đứt gì vậy hứa nó nói bữa nói rồi mà như rồi thấy không phải cười ghét không tự nhiên hỏi ủa Kiên chơi chế độ easy hả xong cười tôi kìa mọi người. Trời ơi quá đáng lắm luôn á. Quá đáng thiệt chứ. Ừ. Rồi tiếp. Tiếp. Làm đi. Làm đi. Đáp. Mày. Ừ thành phố nó bị bóng tối bao phủ đêm. Đây là Silent Hill đấy. Ok thế. No, chết mẹ rồi. Thôi đi đi đi. Sao? Game mod đâu có, mod đâu mod em. Game bình thường mà. À set đây gì? Không không không. Vô đây hơn. Đây. Ôi thôi, thôi thôi. Anh em cứ chọc tôi nhé. Chúng ta sẽ đi đường nào? Lấy cờ lê. À. Quan trọng là cờ lê ở đâu? Ở tôi quẹo đâu? Ý cái nhà này quen nha, giống cái nhà phường 1 vậy. Đây mà nó chỉ vậy thôi chứ quanh quẩn đâu đây đúng không đưa lại à rồi chắc quanh nhà ở đâu nhỉ cờ lê có nằm đâu được cờ lê có thể nằm đâu được nhỉ ôi chết mẹ rồi ôi chết mẹ cái gì thế à, thôi đi thử hết chỗ này xem à trên này à cờ lê này cờ lê kìa bức thư tuyệt mệnh sao à có cờ lê rồi Hương ơi giờ đâu đây check map à, theo cái map của tôi thì nó sẽ kêu mình là đi đi đâu? Water Park à? Nathan If à? Cái này nó giống phần 1 nhỉ? Y chang luôn đó chứ không khác gì đâu mọi người. Y chang luôn ấy. Neo đi đo. Neo đi đo. Neo đi đo là
Neo Lido à? Ở đâu thế? Neo Li... Neo Li... À, thấy, 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 thấy. Lu game, lu game, lu. Lu game trước cái đã mọi người ơi. Lu game trước đi. Rồi khỏi đi. Đi trước chơi luôn. Đấy, tôi quên coi phím tắt sao lúc nào cho nhanh chứ. Quên coi nữa. Mày đâu? Ôi hai đứa luôn à? Ôi dồi ôi hai đứa luôn. Vâng 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 vâng. Hai đứa là quá nhiều rồi nha. Hai đứa là nhiều lắm. Hai đứa là nhiều lắm cơ. Nhi cái nét thì nearly far. Làm sao cơ? À tới luôn rồi, tới luôn rồi. Tới 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 tới. Hello Ti nha. Rồi. Vô nhà New gì? Vô nhà New Ly à? À New Ly, New Ly Bo. Hello Ti nha. Ừ. Hello em. Ô, oh, hello. Mày đạp nát chân luôn nha. Cảm ơn. Thank you. Handgun Pollet. Không có đường vào à? Không có đường vào chứ. Không có đường vào chứ nhỉ. À đây. Vâng. Có. Hello. Khoai không? Xin chào. Xin chào. Khoai nhà không? À, xin chào. Check one à? À. Gì đó? Nếu bạn thật sự muốn gặp Mary, bạn bạn nên ngẫm đi à. Nhưng bạn có thể tới một nơi khác tốt hơn Mary. James. James nè. It's a dance hall here. But it's gone now. Nó từng có cái lỗ ở đây nhưng mà nó biến mất rồi à. Cảm ơn nha. Cái lỗ ở đây là như thế nào mọi người? Hết rồi Hương ơi. Ở đây không có gì nữa. Các công viên đúng không? Rồi rồi rồi. Giờ một lần đi công viên luôn. Ở đâu thế? Check map xem. Theo đường map là chúng ta sẽ đi một cái đoạn rất là dài các bạn ạ. À. Để ra công viên nước. Thì ở phần chơi phần mọi thì chúng ta cũng ra công viên đấy. Nhưng mà đấu chùm luôn nha. Kia là sao? Cái chấm hồng trên công viên. Không kiếm được con chưa? Ở phần 1 là kiếm được rồi em ơi. Con này kiếm vợ nha. Phần 1 là tìm con. Phần 2 kiếm vợ nha. Có cái chấm hồng ở giữa. Thì tuốt trên này lên mà. Rồi qua tôi bắt là tuốt ở trên lần mà. À, tuốt ở trên lần mà. Hello Thư. Chào Thư. Ừ, vợ con báo quá mọi người ạ. À. Tới cái chém đó đúng không? Rồi rồi, thấy thấy thấy, tôi thấy rồi. Trời ơi. Má đi đường mà toàn gặp y tá không mọi người ạ. À. Má đi bệnh viện chưa đủ sao? Bà mẹ đi bệnh viện còn gặp cái này nữa. Rồi chặn đường rồi mọi người. Phải đi đường vòng mà. Đi đường vòng là quá sai rồi nha. Đường vòng là quá sai rồi. Cái này là... Không, cái này là em bị lạc vô thế giới giống như là... Thế giới của Silent Hill đó em. Giống như địa ngục ấy. Ừ. Cái gì vậy? Giờ Hương coi thử. Ở đâu? Sao Hương? Chặn rồi Hương ơi. Theo dưới map bị chặn ấy. Ừ, theo dưới map bị chặn ấy Hương. Chứ là phải đi vòng rồi. Ừ, đúng, đúng, đúng. Xử luôn chứ sợ gì. Đạp nó luôn. Anh quất hết.
Mày đâu? Bắn! Mày! Đáp! Ừ! Non nết! Tới đường nuts gì? Nunsen à? À! Ở bên phải đúng không? Ở bên phải. Ok nha mọi người. Lom 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 lom. Bơm máu. Cái này rất cần. Ủa vậy? Sao game mà đi xa vậy luôn hả trời? Nó đi xa thiệt luôn á. Mày, mấy con này không có đầu sao đi được ta? Tôi không hiểu hình dạng của nó là gì mọi người. Anh không hình dung được hình dạng của con đó là như thế nào. Bộ là hai chân trên đầu, hai chân trên mình nè. Y tá kìa. Hello. Hello. Đáp. Đáp. Phương chơi tới đó thôi à. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Man canh không đầu à. Hello, hello. Mày non đáp lại non. Ở sao chết rồi, phải đi vô đây à? Không đùa đâu nhá, vô đây là chết đấy. Đờ đo đánh thức bóng đêm, mở nó sẽ vô trong bóng tối. Chết nha. Đây gọi là lời hăm dọa. Không, đạn ở đây là đạn hát em ơi. Ở đây anh chơi đạn hát, không có chơi đạn lụm nha. Ở đây là đạn hát, không vô cực. Đạn anh là đạn hát đấy. Không sợ hết đạn. Rồi. Đi. Bóng tối thật rồi. Nó chìm. Ê. Cái gì? À. Cuộc mới à? Một phát này đi cuộc mới luôn. Rất rất tốt các bạn ạ. Rất tốt, rất tốt. Mày đáp mày hả bưởi? Ô, có con này chết nhanh vậy? Hãy non xanh nước biếc lắm cơ. Mày non lắm. Sao? Cái gì vậy? What is that shit? Trời ơi, Hương cần phải nói to về không Hương. Trời ơi, người ta phải lâu lâu phải cho anh, cho người ta được thể hiện mình rồi chứ. Ừ, phải cho mình thể hiện rồi với người khác chứ. Tại sao Hương lại có thể nói như thế được? Rồi. Rồi. Lâu lâu có cơ hội được chỗ tài mà nó bị lỗ hết trơn à. Vô đây à? Tới cửa mở. Đâu vậy? Bạp mày nè con, một phát là nằm luôn. Đồng bọn nhìn bản đồ à rồi ok. Gồng quá mỏi nha. Rồi đi tiếp mọi người. Đường bên đây à. Rồi. Bên đây à? Cái dấu chấm à? À tôi nhớ rồi, hình như là cái này đó. Đâu? Ở đây à? Ở đây đúng không? À. Chỗ này à. Tới đào bới đi. Có sẻn đâu đào. Đào đâu mà đào. Trời ơi có đào bới đâu. Đào sao? Đào ít nào. Ừ. Chết mẹ là. Téo hiểu. Đào bàn tay à, trời ơi. Tội nghiệp không?
Tự nhiên chơi game kinh dị rồi chú ơi đi đào rồi mọi người. Rồi đào tới mai luôn. Ừ đào tới mai luôn. Vâng vâng vâng. Rồi lượm đi. Ở đây có gì nào? Gì đây? À đấy cờ lê mọi người. Đấy không muốn minh sư rồi coi như là tôi mò chết luôn. Không có minh sư là mò chết. Là nghỉ chơi sớm luôn. À cái gì đây? Là cái quần què gì? Là cái gì đây? À, từ từ coi. Bronchi à. À phải. Estura thì là mát. Thực tế thì sao? Trời ơi đi đâu nữa? Đi tiếp phòng history đúng không? History à? Thấy nó có tô ở dưới này. Silent Hill history chứ gì? Sao thì history đi, Silent Hill ai biết? Là ơi, Silent Hill thì tên game luôn còn gì? Ngọn đồi câm lặng đấy. Ngọn đồi câm lặng đấy. Hello mèo nhé. Hello em. Ủa em thi giữa kỳ chưa? Em có thi giữa kỳ chưa? Sắp thi cuối kỳ chưa? Sao em? À, rồi. Làm đồ ăn ói máu rồi. Ôi dồi, thương thế. Ừ. Chơi này gọi là ồn ào luôn chứ câm lặng nổi gì. Sao đâu? Trời ơi, ông Dũng City, ông chơi tới mấy ngày luôn đó mọi người. Ông Dũng City chơi tới mấy ngày luôn đấy, chơi tới đâu, 7 ngày gì á mọi người. Đấy. Cái này rồi. Đồ. Đồ đồ ăn, đồ ăn á. Đồ án hả? Đồ án, đồ ăn. Hello Dũng nha. Rồi. Hello mọi người. Vậy à, trời ơi, hơi giờ suy nghĩ cùng kia đi Hương ơi. Còn quá sớm nha. Ừ. Giờ mình cùng suy nghĩ tìm đường được một đoạn đi mai tiếp. Đường còn xa không? Thank you Mel. Ừ cứ tiếp đi. Đằng nào cũng chơi vậy để Hương biết đường. Ngày mai Hương đi nhanh luôn. Vẫn chưa hết đoạn Hương chơi à? À dạ. Thế thì ngon rồi. Ủa sao đi giống đi đi đường Đà Lạt các mọi người. Đi hồi giống như tôi đang đi đi đèo vậy á. Nhìn cái đường nè. Oh hello. Mày cầm kiếm nhật à. Cầm kiếm nhật này. Tao đạp mày nè. Ngọn đồi câm lặng hả. Ồn ào nè. Ô con này một phát chết luôn mọi người. Ơ à, yếu vậy. Con này cái con này hai phát. Thêm cái đạp nữa. Còn con này là một phát chết luôn. Đúng xàm nha. Đó là một sự xàm quần mà tôi từng chơi đấy. Ừ. Sắc ốp, ốp là mà ốp, chơi chứ em. Anh sẽ chơi trên 2 tiếng nha. Alo, mày làm gì, mày làm gì? Tới đây, mày này. Tạp mày nè, cầm kiếm với anh nè. Anh chơi súng, ở đây là, ở đây người ta chơi súng. Không ai chơi kiếm cả nha. Kiếm là cổ lỗ sĩ. Thời buổi nay mà chơi súng. Nói đến gì thì nào. Đâu 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 đâu. Mày làm gì? Mày làm gì? Mày này. Đạp mày này. Đấy. Rồi. Vô chết canh đi à.
Mát. Đâu nữa? Đây à? Mày đạp mày nè. Rồi. Xong. Ở chỗ đây không có map à? À, vô trong nhà. Ê, làm tôi thấy giống giống cái nhà phần mộ đó mọi người. Anh đạp đâu à? Ê, mọi người đạp đâu mọi người biết chứ? Mọi người nhìn mọi người biết rồi đúng không? Ha, à, ê, ôi má ơi, tranh ghê vậy. Ôi dồi ôi, cái thằng này là tôi cay nhất là mọi người. Nó mới giết con gậy của tôi. Ý là trên đường tôi tìm vợ nhưng mà tôi hút con gậy đẹp lắm. Thằng này xử gậy mẹ con gậy tôi luôn rồi mọi người. Miss the day. Ngày phán xét. Nó hiến tế à? Chính là hắn. À. Mà con này nó hiểu mọi người là nó ghê lắm đấy nha. Hiến tế người à? Ôi dồi ôi, ghê vậy. Tới con vợ xử. Rồi. Get go. Gì mà tranh nhiều vậy mọi người? Mày chơi sao? Mày tranh nhiều vậy sao biết chơi? Thanh Trừng à? Ôi dồi. Tôi làm điều gì tội lỗi? Tôi sống thiện lành mà. Rồi nè, không có sale game luôn. Bên, hay quá. Chưa. Nhưng mà nói thiệt nha, bản remake là trên PS5. Đối với PC là nó không có sản xuất ở vùng mình nha mọi người. Nói trước đi. Nên cho chơi cái này đi nha. Nó thích vậy hả? Ừ. Ôi rồi, tín ngưỡng à. Thích kiểu tín ngưỡng của Satan đúng không? Chắc là tín ngưỡng của Satan ấy mọi người. Bởi vậy nó mới làm vậy đấy. Ừ. Mọi người mà lên mạng mà tìm hiểu cốt truyện của Silent Hill ấy, còn lịch sử hình thành Silent Hill ấy, mọi người thấy ghê lắm mọi người. Giống như là thực thể siêu nhiên á, hồi xưa ta tôn thờ á mọi người. Bởi vậy ta chặt, bởi vậy ta mới gọi cái nơi này là ngọn đồi Câm Lặng đó, là đất thánh đấy. Ừ. Và chúng ta đang ở cái vùng giống như là điểm giữa, ở giữa thế giới thực với địa ngục nha. Và như hiện tại đang ở địa ngục đấy. Ừ. Em tưởng có một bản trên Steam, chơi trên PC à, Silent Hill. Không, cái đó không phải đâu. Nói chung là cái Steam Remake là nó không có hỗ trợ ở vùng mình nha mọi người. Hãng game Konami là nó chặn một số game ở vùng mình ấy. Ừ, một số game nó chặn ở vùng mình đấy mọi người. Ủa sao nữa Hương ơi? Ở kia Hương đâu rồi? Tự nhiên mất tiêu luôn à, buồn. Nhảy đâu mình? Nhảy hả? Ôi, nhảy xuống hả? À, nhảy xuống hả? Mọi người nhảy xuống hả? Rồi ôi. Ôi, sao hai cửa? Hai cửa à? Nhảy xuống nhớ uống máu à, chết mẹ chưa. Rồi. Đâu đó? Ai đó? Ai vậy? À, cửa này à. Khóa rồi mọi người. Ai đó? Ai? Em nào? Mày đâu? Ôi chết mẹ rồi. Mày đâu? Người nghe tiếng gầm gừ nhưng mà không biết ở đâu cả. Ra đây đi. Đéo tới. Mày hả? Tôi đã hấp mày ở chết mẹ làm hộp rồi. Bên tay phải à? À đấy. Thơm phức luôn. Nhảy xuống không? Nhảy. Một pha gọi là đi vào lòng đất nha mọi người. Gọi là vô đáy. Tôi có coi trên mấy cái tấp tớp á, mấy khúc mà cái cảnh mà đại dương mà vô tận mọi người, ghê lắm.
lọt xuống là coi như không biết khi nào mới mới có điểm dừng luôn á. Uống siro à? À, phải dùng từ là uống siro. Em à, dùng từ máu. Rồi được rồi được rồi. Ơ, à, không xác định luôn Hương ơi. Không xác định được. Bị thương mà không biết mình như thế nào luôn nè. Game ngộ vậy ta. Rồi làm quân què gì? Rồi rồi. Cầm ki à. Cầm ki à, cầm gì? Cầm cầm cây à, à. Đục tường à. À đục tường à, cầm súng được không? Không cho à. Cây gì cơ? Kiếm Nhật à. Plan. Tường á mọi người. Có được đâu. Không đập được. Đập tường. Đâu nhỉ? Không được. Có ghi chữ won à. Đây đây đây. Đưa đây. Được. Rồi. Thơm nha. Còn phải check map nữa chứ. Rồi check đạn coi. Ok. Còn ngon lắm mọi người. Nên phần 2 100% mà chúng ta không chơi được cho mọi người. Phần 2 remake ấy là không chơi được PC nha. Hoặc là anh em phải chuyển region đấy. Mày làm sao? Mày non. Mày non. Chìa khóa đâu Hương? Trời ơi, đây nhiều cửa lắm. Trời, cửa có phòng nữa kìa má. Cái gì mà nhiều vậy? À. Rồi, khóa cửa rồi. Sao vậy? Bị nhốt rồi. Bị nhốt rồi mọi người ơi. Chết con mẹ rồi. Làm sao? Ngồi đây mà ân hận tuổi đời luôn à. Làm sao? Không được à, đèn không bật được Hương ơi, khúc này đèn bị hư rồi. Rồi đèn này sẽ hỏi luôn. Có cái gì đi được chứ? Bỏ battery rồi ôi. Gì vậy? Gì đó? Ui, ui rồi ôi. Úi dồi ôi. Né ra. No. Cái gì vậy? Không xác định được hiện trạng luôn. Ê, đừ 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 đừ. Né. Chừng nào mới hạ được. Không có lưu game đâu nha. Không có lưu game đâu nha. Coi chừng đấy. Rồi. Cấm bấm nút mở khóa. Chưa có bấm được đâu trời. Bà mẹ. Né. Né ra coi. Nghe bà mẹ nữa. Số mấy, số mấy?
số random hả? Trời ba mẹ ơi, thế là không được nha. Oh yes, xong rồi, mà cứ đi. Má mất dạy, mất dạy nha, tôi cay lắm. Sao không làm gì? Có gì dưới này? Rồi tìm đường ra. Rồi tìm đường thôi chứ sao giờ. Giờ tìm đường đi thôi. Giờ kiếm chỗ lưu game trước đi Hương ơi. Rồi xong rồi để mai chơi tiếp cũng được. Ủa cái gì mà rùi mũi ghê vậy? Ở đây à? Không, cái này chỗ nãy mà. Phòng sát hả? Ở đâu? Lượm rồi mà có thấy đâu nhờ? Ở đây à? Trời ngộ vậy? Có sao ngộ vậy mọi người? Trời ơi, trời ơi đéo hiểu luôn. Giống như cái phim gì mà cái phim giả tưởng gì á, tên là gì mà à không tưởng thế nào. Tỉnh rồi. Ủa đây đâu vậy? Nhà thờ à? Hay ở đâu? Phòng thờ cơ à? Ai đó? Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Hắn là bắt tôi phải làm vậy. Ôi thằng mập này. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. Tôi không làm gì cả. Anh ta dí theo tôi. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Trời ơi. Just like that stupid dog. Người ta chỉ nhìn thằng này chầm chầm thôi, nó bắn người ta luôn mọi người. I was just joking, James. Tôi chỉ mong là tôi đang đùa thôi, Jim. He was dead when I got here, honest. Thật đấy, anh ấy đã chết kìa, tôi đây. Tôi phải đi thôi. Going out there alone? Yeah. Eddie. Ngộ chứ, mấy nhân vật chúng ta gặp mắc cười ghê mọi người. Mấy nhân vật mình gặp thấy mắc cười sao ấy. Rồi giờ kiếm cái phòng, kiếm cái sale game thôi mọi người ơi. Đi kiếm sale game đi. Rồi. Đâu rồi? Cái gì đây? Nó nói cái gì vậy? À... Rồi. Save game kìa. Rồi. Rồi. Ôi giời. Rồi. Mai tiếp nhé Hương. Mai tiếp nhé. Tìm tiếp đi à.
Được không? Được không? Được, làm tiếp đi. Được không Hương ơi? Được không? Được thì mò nha. Ừ. Được thì mò nha. Không biết là thế nào, phải biết chứ. Phải biết chứ. Không thể nói không biết được nha. Phải biết. Ơ kì thế. Cái đầu liếc ở đâu kìa. Cái gì vậy? Ở đâu? Ôi. Ở đâu? Tôi có biết đâu. Ơ à. Ừ, trời hết hồn. Hết hồn. Khó nha, bắt đầu khó rồi đó. Bắt đầu cái khó khó rồi đó mọi người ơi. Mày hả bưởi? Mày bắt đầu map. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Bắt đầu Hương ơi. Trời ơi gì đây. Hello Tian. Rồi. Sao vậy? À, quần câu à. Muốn em gì? Thôi 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 thôi. Không có gì nói nữa nha. Trên bàn đúng không? Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Thanh Xuân à. Silent Hill nha. Hello Thanh Xuân. Mày này. Trời đất ơi. Mày. Kìa kìa kìa. Rồi. Ok, vậy cái lần này sẽ chỗ tài kỹ năng thôi mọi người. Ok. Đi check thôi. Check hết. Này lock không? Rồi. Cái gì đây? Học quét. Nhưng mà cái phòng đối diện à. Bắn bể kiến được không? Cái gì vậy? Cái gì mà tính vậy nữa rồi? Mày hả con? Mày hả con? Khóa cửa. Tiếp nào. Tiếp nào. Tiếp. Ủa, đường này đi chưa ta? À, lấy một quẹt, quên. Rồi. 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 Ở đâu? Đâu đó? Hello. You knock the door. Không ai trả lời cả. Thì tất nhiên chỗ này bỏ quen rồi, ai trả lời? Hay là má hành động thừa nha. Ôi. Má. Cái gì ghê vậy? Wow. Cái gì đó? Hết cả hồn. Ai đó? Ai đó? Đừng để sót phòng nào hết đúng không? Rồi rồi. Giờ... Tiếp. Phòng nào nữa? Hello, có ai không? Hello, hello,
Đừng hù nha. Ừ. Đừng hù nha, đừng hù nha. Đừng hù nha. Trời ơi, ai ỉa lên bồn cầu vậy? Sao lại ỉa lên bồn cầu? Ở lộn, ai mà ỉa lên cái bồn bồn đá thế? Trời ơi. Trời ơi, nghĩ sao đi đá mà ỉ lên bồn đá vậy? Đéo hiểu được. Rồi. Tiếp. Đâu nữa? Phòng xếp game đúng không? Rồi. Mày hả bưởi? Đạp mày nè con. Rồi, đạp, đạp, đạp. Vâng. Không bỏ sót. Phương châm vẫn là check hết. Rồi nhá, xong nhá. Bình yên nhá. Em đi ngủ tiếp nhé anh Kiên. Ôi trời ơi, buồn thế. Rồi, tiếp. Bên đây là hướng nào nhỉ? À, hunting grip là cái gì? À, súng súng săn kìa. Cái súng súng săn kìa mọi người. Hả? Hunting grip là súng săn à? Adu. Ngon. Mà chưa có băng đạn mọi người. Có băng đạn luôn. Vâng. Đúng không? Có băng đạn luôn hả? Đâu. Trời ơi, ngon thế. Từ từ. Đợi xíu tôi chú chỉnh đạn xíu mọi người. Đợi xíu nha. New scan 4. Rồi. 1 phát. Chỉnh đạn lại nè. Đây, reload. Số 3. Next scan. Tôi sợ nó chưa ấy đâu. Tiếp. Số 2. Chắc chưa được rồi mọi người. Chắc phải đại phải lụm thêm rồi. Cỡ này phải lụm thêm rồi. Phải lụm thêm rồi. Nó chưa có nhận diện được. Số nhỏ quá. Không được, chưa được. Chưa có nhận diện được. Không hay là số 1 số này ta. Thử rồi. Thử số 1 này coi lên 10 viên không. Rồi, đúng số đúng này rồi. Đúng cái này rồi mọi người. Ngon. 2, 3, 1. Đấy. Chỉnh đạn lên. Tăng năng lực đạn lên nha. Tiếp. Còn mấy cửa chưa mở này. Đi hết. Mày hả bưởi? Mày này. Ở dưới à. Nhớ gì ở dưới nữa nha. Ở dưới là mấy cái ô dưới này hả? Ok. Rồi ok. Rồi đi. Có đạn ngon rồi, phải làm việc ngay. Khóa cửa à? Ở đây có mở được không? Không mở được. Ở đây không mở được. Vậy hả? Rồi ok. Tí check ra.
không mở được luôn. Cái này gì vậy? À, nó sẽ mở được rồi, nó chạy lên gì rồi. Khóa cửa. Khóa cửa à? Được chưa? Rồi, giờ sẽ quay lại chỗ kia để mở thôi. Nha. Hello, hello nha. Hello, oh, cả thank you. Hả, tôi điên thiệt luôn ấy. Hết cả hồn. Sợ bãi cả trưởng. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Chắc ở dưới không? Rồi, 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 check xem. Rồi. À, ở đây rồi, đâu đó, ở đâu mày, đâu đâu vậy, kế cuối à, kế cuối là cái dãy cuối đúng không? Cái gì mà tiếng rập rập vậy? Đâu đó? À, mày đây rồi. Silent Hill nha em ơi. Silent Hill nha. Mày chừa nhá. Rồi. Kìa. Nó nói gì kìa? Nhớ cái chữ này Hương ơi. Rồi. Mày đâu kìa, đây à? Rồi, thank you. Không, mới được này. Tay trái đúng không? Ở đâu nhỉ? À, không qua được. Bị chặn rồi.
Ừ. Ôi. Ôi, ghê. Đúng đường chưa? Đúng rồi đúng không? À, đây à. Mày. Cái gì đó? Cái này gì vậy? Alo. Cái này cái gì thế? Rồi, cái này không được. Không vào được rồi. Mà cứ một cái mớ gì bong bong vào cái cửa ngoài này này. Ở đâu? Qua, wow, đâu đâu đâu. Không có Hưng ơi. Ở trên kia. Không được, không có lượm được. Nơi nào bên bên. Phòng trên đúng không? Trên này hả? Hay đâu? Ở dưới là xong rồi này. Ở trên nè. À. Ở trên thì như. Rồi rồi rồi. Ở trên gì nữa? Ôi. Ôi chỗ này tối quá. Từ từ chưa. Đường nào ta? Đây à? À. Rồi. Gì nữa? Cái gì mà đập đập chân ghê vậy? Cái tiếng gì đó? Ôi. Cái gì đây? 426 người sao? 436. Có thể là một gợi ý mọi người. Thế nào một gợi ý đấy. Đâu đó. Chưa nha em ơi. Đấy. Rồi. Mấy cái này là cái gì nhỉ? Mấy cái lần bữa là cái gì? Ê, khóa rồi. Sao lại không biết được. Rồi nhá. Unlock. Xong. Giờ làm đủ rồi sao đây? À, rồi check cái dưới cùng nữa đúng không? Đúng rồi, check dưới cùng đó mọi người. Rồi, đi xuống, tìm hiểu xem. Không được.
Chặn rồi. Có 3 miếng đó thì chắc có phòng hả? Mà tổng cộng bao nhiêu miếng Hương ơi? Tổng cộng bao nhiêu miếng vậy? Rồi. Gắn 3 miếng đó mà gắn ở đâu cơ? Nó gắn ở đâu vậy? Nó gắn đâu ta? Để chơi đúng không? Rồi đi đi thử xem. Bên này. Gì đây? À, đúng luôn. Checkmate nha. Rồi. Nhắn thôi. Tiếp. Cái gì vậy? Ơi. Cái gì đó? Hay đó. Sợ người vãi. Ui. Sao té? Hành này yếu đuối thế. Làm gì mọi người? Làm sao? Này gì? Treo cổ à? Làm sao? Làm sao? Hình như cái thằng nào ở đây nè. Hình như cái thằng nào ở đây nè mọi người. Mà mẹ đâu? Té cũng ghét ghét nè. Mở chưa là sao? Thì mở rồi đấy. Gắn vô rồi, mở cái gì? Nó phải treo gì ta? Nó phải treo gì đấy? No. Treo gì Hương ơi? Không được. Người nghe theo tiếng rồi sao á, đúng rồi. Hình như hay chạy cái tiếng hay gì á. Ở đâu vậy? À, ra lại à. Ra. Nó được gì kia? Móng ngựa hả?
móng ngựa làm gì? Ý nghĩa của móng ngựa làm gì? Thử lên mạng search đi cho nhanh, để coi nó làm gì làm luôn. Từ từ nha, làm gì làm luôn nha. Làm sao mọi người? Silent Hill 2 này. Hot show và móng ngựa làm gì ta? Đợi xíu nha. À, cái cửa cậy đó Hương, đúng rồi. Hình như cái đó để cậy cửa đấy. Cái cửa mở dưới mặt đất á. Đúng không? Chị thấy coi trên mạng rồi, cái cửa mà cái chỗ này nè. Bên chỗ này nè. Xa lắm. Đi thôi. Biết rồi. Lấy cái móng ngựa để cậy lên. Cái gì mà nhạc ghê vậy? Giờ chạy qua thôi. Nhanh nha. Rồi. Được. Rồi, đi. Rồi, tiếp. Đây. Đấy. Ủa, không được à? Chết mẹ rồi. Bị nó combine cái gì không? Nó combine cái gì ấy? Nó combine cái gì nhỉ? Tờ lên mạng coi lại coi, lẩu quá. Cái combine cái gì nhỉ? Cầm bài với đâu gái có muốn ngựa lên thôi mẹ hà học què con thỏ kìa ba cái từ từ cái này cầm bài. Rồi, tiếp. Tiếp. Rồi. Đây. Hiểu rồi. Thì ra là để làm cái tay nắm. Rồi, má là bơm máu tiếp. Chắc mẹ quên sale game rồi. Nha, quên sale game nữa. Máu còn tươi mà. Rồi. Cuộc đời là suốt ngày toàn nhảy hip hop không à. Nếu hiểu được. À, thử hết mấy cửa này gì. Thử thôi. Khóa luôn. Vâng. Rồi cửa này thôi. Đi đây.
Ai đó? Ai nằm đây? Ôi, nhà xác à? Trời, nghe mệt nhỉ. Lửa nhảy tiếp kìa. Trời ơi, rồi có tiếng ai đó rên rỉ rồi, chuẩn bị tâm lý. Đấu chùm chưa nhỉ? Lại tiếp luôn. Vâng. Hay kiểu nhảy xuống địa ngục luôn nữa. Ở đâu nhỉ? Cái gì đấy? Hả? Đóng cửa rồi. Rồi. Chắc đấu chùm đấy. Chắc đấu chùm đấy. Tôi thấy cửa, tôi thấy có nghi nghi rồi mọi người. Có sự hoài nghi ở đây. Có một sự hoài nghi ở đây mọi người ạ. Rồi. Trời ơi, xuống chừng nào vậy? Ơ. Hello. À, rồi, xếp game là hiểu rồi nha. Rồi, thử. Cô thử xem. Xong này ốp nha, nếu mà đấu chùm xong ốp nha Hương ơi. Được 2 tiếng rồi, ok rồi đó. Ủa? Chưa à? Chưa à? Ủa? Không nào. À, cái này là ngoài map luôn rồi, ngoài vùng phủ sóng rồi mọi người. Ừ. Cái gì đây? Cái gì đây? Ai đó? Rồi mới cùng ấy. Rồi chắc là cái bẫy rồi. Cái bẫy rồi mọi người. Hello. Gì đó? Bàn thờ của ai đây? Ơ, xoay gì đây? Gì vậy? Trời má, cái này tôi biết trời. Sao tôi biết được trời? Xoay gì? Xoay cái mặt ngàn à, mặt vàng à. Rồi sao nữa? Xoay cái mặt vàng à. Được chưa?
Được chưa? Đang đi ngược à? Ừ, thấy ngược thiệt đấy. À, cũng ngộ ngộ ra rồi. À, hiểu rồi, ra vậy à. Đây, được. Chưa được, chưa được. Mặt xanh lộn ngược lại à. Mà vàng đấy ha. Rồi bức tường luôn mình. Rồi. Có kìa. Heo hiểu. Có đường đi, có đường đi. Rớt, trời ơi, tôi mệt quá. You're alive. Cô còn sống sao? Ừ. Thing killed you. Sao mà dễ chết được? Not at all, silly. Nói ở đâu à? Bị bắt luôn rồi còn gì nữa? Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you bắt mean? Bắt tôi, anh ý anh là sao? The elevator. Nó dí chúng ta tới tận thang máy. What are you talking about? Anh nói cái gì vậy? Don't you remember? Là sao? James, honey, did something happen to you? Chuyện gì xảy ra anh vậy? After we got separated in that long. Sau khi chúng ta chia tay rất một thời gian dài. Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? Ấy, giờ là vợ nói cho mọi người. Took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Ủa, cái này có bản mở, có, hình như có cái gọi là hậu truyện của điều khiển nhau này đúng không? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay, stay right there. I'll be there soon. Rồi, tới đây mọi người. Thôi, khổ lắm. Mới kiếm đường đi à? Cái này hết đường rồi đấy. Gì đó? Hay đó?
Cái gì đây? Cái này để cắt cái gì cơ? Ê chết. Tôi ẩu quá mọi người, sorry. Tôi ẩu quá. Rồi. Không. Ờ, hứa đâu rồi nhỉ? Hello. Ok, thôi để mai tiếp nha Hương ơi. 2 tiếng rồi, để kiếm chỗ lưu game cái. Mai mai tiếp đi nha. Nghỉ ngơi đi, mai tiếp. Dây là sao? Ồ má nó cái gì đi nhanh vậy? Ê, lưu game xa nha, quên. Chỗ lưu game xa lắm. Chết. Chưa up được đâu, chưa up được. Rồi rồi. Cái gì dây sao hơn? Dây sao? Ý là dây sao ấy chứ. Dây sao mọi người? Sao rồi, sao rồi? Alo. Úi dồi ôi, thế này mọi người. Xuống đâu, xuống đây à? Sao mình xuống bên kia chứ? Đi xuống bên kia đó mọi người. Má game quằn ghê luôn á. Đéo nghĩ nó quằn vậy luôn á. Đấy. Rồi. Run. Run. Cái gì đó? Mày chơi tiếp đi, quá sức rồi. Rồi, chờ mai chơi tiếp thôi nha. Khúc này chưa có con boss xuất hiện nữa. Trời. Chưa có con boss xuất hiện nữa. Rồi. Ok. Thank you mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Đầu tuần vui vẻ nha. Thank you. Thank you. Bye bye mọi người nha.